Chào bạn, mình là Tuấn MG. Trong video lần này mình sẽ thôi miên bạn, giúp bạn tiến vào trong giấc ngủ tự nhiên của mình trong những trường hợp bạn cảm thấy khó ngủ hoặc đã mất ngủ lâu ngày hoặc là ngày mai có một dự định gì đó rất quan trọng và cần phải đi ngủ ngay lập tức. Video này sẽ giúp bạn tiến vào giấc ngủ tự nhiên một cách vô cùng đơn giản và dễ dàng. Không chỉ như vậy, mình sẽ giúp bạn loại bỏ mọi căng thẳng, stress, lo âu trong thời điểm ban ngày mà bạn đang giữ nó ở trong đầu của mình. Sau đoạn audio thôi miên này, mình sẽ giúp bạn xóa bỏ toàn bộ những điều đó, trở lại trạng thái thư giãn vốn có của mình và sạc lại toàn bộ năng lượng cho bạn để chuẩn bị cho một ngày mới tuyệt vời. Không những thế, mình sẽ có những lời ám thị hay gợi ý giúp bạn trong tiến trình thôi miên này làm cho toàn bộ cơ thể của mình được hoạt động tốt hơn. Hay nói cách khác, mình sẽ giúp cho toàn bộ cơ chế tự chữa lành trong cơ thể của bạn sẽ hoạt động tốt hơn hàng đêm. Và nhớ, nếu bạn thấy video này thú vị hay giúp ích được cho bạn thì hãy like cộng với đăng ký kênh cũng như chia sẻ video này cho những người bạn bè của bạn đang cần nó nhé. Trước khi bắt đầu vào phần chính, mình muốn các bạn có thể cài đặt giờ tự động tắt điện thoại của mình. Nếu bạn chưa biết cài đặt ở đâu, mình sẽ để một vài đường link dưới phần mô tả của video. Hãy xem nó trước khi xem phần còn lại của video nhé. Tại vì ngay sau khi kết thúc video, mình muốn tất cả điện thoại của bạn cũng sẽ tự động tắt theo. Sau đó bạn sẽ tiến vào giấc ngủ của chính bạn. Mình không muốn sau khi kết thúc video các bạn còn phải tỉnh dậy để tắt điện thoại hay giảm bớt âm lượng hay tắt độ sáng màn hình. Như vậy sẽ làm giảm trải nghiệm của các bạn đi rất nhiều. Đừng quên, nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì về thôi miên hay vấn đề về tâm lý cần mình hỗ trợ thì hãy bình luận dưới phần mô tả của video. Mình sẽ đọc tất cả bình luận. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chào bạn. Ngay bây giờ tôi muốn bạn nằm với bất kỳ tư thế nào khiến bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Tay và chân của bạn hoàn toàn có thể di chuyển trong tiến trình thôi miên này. Nếu trong bất kỳ phút giây nào bạn cảm thấy sự khó chịu hoặc không thoải mái, hãy thoải mái di chuyển cơ thể của mình một cách từ từ và chậm rãi. Trong một vài phút tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để giúp cho toàn bộ cơ thể của mình hoàn toàn được thư giãn và dễ chịu, cũng như bạn sẽ dễ dàng tiến vào trong giấc ngủ tự nhiên của mình, kể cả bạn đã mất ngủ trong bao lâu hay khó ngủ như thế nào. Chỉ với một vài phút ngắn ngủi, đoạn video thôi miên này sẽ giúp bạn tiến rất sâu vào trong trạng thái ngủ tự nhiên của mình một cách nhẹ nhàng và êm ái. Ngay bây giờ tôi muốn bạn mở mắt và nhìn vào một điểm vô định cao hơn so với tầm mắt của mình. Nếu bạn đang nằm thì hoàn toàn có thể nhìn vào một điểm vô định cao hơn so với tầm mắt của bạn. Hãy nhớ, bạn sẽ không ngước cổ lên. Bạn sẽ giữ nguyên tư thế cổ và vai của mình. Bạn sẽ nhìn vào một điểm vô định ở bên trên. Tập trung vào điểm đó. Cho phép điểm đó thu hút toàn bộ sự chú tâm của bạn, cũng như giọng nói của tôi. Bạn càng chú tâm vào điểm đó, cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ ngày càng tập trung vào giọng nói của tôi hơn nữa và hơn nữa. Ngay khi bạn chú tâm được vào điểm đó, bạn sẽ cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên đều hơn và thư giãn. Tôi sẽ ra hiệu từ 3 về 1. Sau mỗi lần tôi ra hiệu, tôi muốn bạn nháy mắt một cái. Và sau mỗi lần nháy mắt, bạn sẽ chợt nhận ra rằng hai cái mí mắt của mình sẽ dần mỏi dần. Và khi tôi đếm về 1, tôi muốn bạn hoàn toàn nhắm mắt của mình lại. 3 2 1, hoàn toàn nhắm mắt lại. Tốt lắm. Ngay bây giờ, hãy cho phép cơ thể của bạn được thư giãn và thoải mái thông qua giọng nói của tôi. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và thư giãn. Hít hơi thứ hai sâu nhất có thể. Thở ra và thư giãn. Tốt lắm. Ngay bây giờ, giọng nói của tôi sẽ cho phép từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân của bạn được hoàn toàn thư giãn và thoải mái.
Hãy cho phép vùng da từ trán và đỉnh đầu của bạn được thả lỏng và thư giãn ngay bây giờ. Tốt lắm. Hãy cho phép hai mí mắt, lông mày và má của bạn được buông lỏng và thư giãn. Hãy cho phép những bộ phận này được nghỉ ngơi và tự do ngay bây giờ. Cho phép môi và cằm của bạn được buông lỏng và thư giãn. Hãy để sự thư giãn này lan tỏa xuống vùng cổ và vai của bạn. Chúng hoàn toàn được nghỉ ngơi và buông bỏ. Hãy loại bỏ mọi căng thẳng có ở tất cả những bộ phận tôi vừa kể trên. Loại bỏ chúng để cho phép sự thư giãn và thoải mái lan tỏa trong cơ thể của bạn. Sự thư giãn và thoải mái này bắt đầu tiến xuống hai cánh tay của bạn. Chúng làm cho hai cánh tay của bạn hoàn toàn được thoải mái và dễ chịu. Thậm chí từng đầu ngón tay của bạn, từ ngón út, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ hay ngón cái, chúng hoàn toàn được buông ra và thư giãn. Tốt lắm. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và hoàn toàn thư giãn. Ngay bây giờ, hãy cho phép lồng ngực của bạn được buông lỏng và thoải mái hơn nữa. Sự thư giãn và dễ chịu này tiếp tục tiến tới vùng eo và bụng của bạn. Chúng đi xung quanh vùng eo và bụng của bạn. Thư giãn. Hãy cho phép sự thư giãn này tiến tới vùng hông, bắp chân, đầu gối và thậm chí từng đầu ngón chân của bạn. Chúng được buông ra và thư giãn. Bạn dường như không thể cảm nhận được chúng, bởi vì ngay bây giờ bạn chỉ cảm thấy sự thư giãn và thoải mái. Ngay khi toàn bộ cơ thể của bạn được thả lỏng và thư giãn, bạn dường như không cảm nhận thấy cơ thể của chính mình. Bạn chỉ cảm thấy sự thư giãn, thoải mái và an toàn. Không gian xung quanh tự nhiên trở nên không quan trọng với bạn. Bạn chỉ cảm nhận thấy những cảm giác dễ chịu, bình an, hạnh phúc và thoải mái ngay bây giờ. Đó là điều duy nhất bạn quan tâm. Hít một hơi thật sâu. Thở ra và hoàn toàn thư giãn. Trong một vài giây tiếp theo, tôi sẽ đếm ngược từ 10 về 1. Với mỗi con số tôi đếm, bạn có thể tưởng tượng, hình dung chúng vô cùng cụ thể và rõ ràng. Với mỗi con số tôi đếm ngược, bạn sẽ từ từ tiến vào giấc ngủ tự nhiên của mình. Bạn sẽ cảm thấy cơn buồn ngủ từ từ ập tới với mỗi con số lùi dần. Khi tôi đếm về 1, bạn sẽ hoàn toàn rơi vào giấc ngủ tự nhiên của mình. Một giấc ngủ êm ái và dễ chịu. Thậm chí bạn có khả năng kiểm soát chính điều này. Bạn có thể từ từ tiến vào giấc ngủ của mình theo từng con số mà tôi đếm. Tôi sẽ hỗ trợ bạn. Mười. Thư giãn.
9, bạn đang gần tiến lại giấc ngủ tự nhiên của mình. 8, gần hơn. 7, hơn nữa. 6, hơn nữa. 5, bạn ngày càng cảm nhận rõ ràng cảm giác buồn ngủ tự nhiên của mình. 4, bạn tiến lại rất sát với chúng. 3, bạn dần hòa vào chúng. 2, 1, và chìm xuống. Ngay bây giờ, khi bạn đang ở trong giấc ngủ tự nhiên của mình, bạn sẽ cảm thấy biết ơn từng bộ phận trên cơ thể của bạn. Từ đỉnh đầu, từ làn da, từ ngực, bụng, vai hay bất kỳ bộ phận nào có thể kể tên, bạn cảm thấy biết ơn chúng. Bởi vì mỗi đêm khi bạn tiến vào giấc ngủ, chúng đang tự chữa lành trên toàn bộ cơ thể của bạn. Chúng đã hỗ trợ bạn chuyển hóa vô số chất độc mà bạn đã tiếp nhận. Hàng đêm, chúng làm cơ thể của bạn trở nên sạch sẽ và được thanh lọc, được quay trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu, vốn có. Chính vì vậy, bạn biết ơn chúng. Bạn biết ơn từng hơi thở của mình. Bạn biết ơn từng bộ phận trên cơ thể của mình. Chính vì vậy, chúng lại càng giúp đỡ bạn nhiều hơn và hoạt động tốt hơn. Sáng ngày mai, bạn sẽ tỉnh dậy ngay sau khi nghe tiếng chuông báo thức hoặc có bất kỳ chuyện gì cấp bách cần phải tỉnh dậy ngay lập tức. Với những tia sáng đầu tiên tiến vào trước mắt của bạn, bạn sẽ cảm thấy vô cùng tỉnh táo ngay sau khi tỉnh dậy. Sẽ không có bất kỳ tình trạng mệt mỏi hay mong muốn ngủ thêm nào xuất hiện ngay sau khi bạn tỉnh dậy. Với những tia sáng đầu tiên tiến vào, chúng làm bạn bừng tỉnh và thức giấc. Bạn sẽ tỉnh táo với trạng thái tràn đầy năng lượng, hạnh phúc và lòng biết ơn. Bạn sẽ hít một hơi thật sâu và thở ra ngay sau khi tỉnh dậy và cảm thấy biết ơn cơ thể này. Ngay lúc đó, năng lượng tích cực và tràn đầy sẽ tiến vào lồng ngực và toàn bộ cơ thể của bạn, kích hoạt cho một ngày mới tràn ngập năng lượng. Sau khi kết thúc ca thôi miên này, nếu bạn muốn quay trở lại giấc ngủ tự nhiên của mình, bạn chỉ cần nhớ lại cảm giác này hay nghe lại bản audio thôi miên này, tôi sẽ giúp bạn quay trở lại trạng thái ngủ tự nhiên của mình bất kỳ khi nào.